Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Linh và dì Hiếu lên kế hoạch dụ Vân Anh đánh ghen và cái kết. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình Yêu Bất Tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Sau khi thất bại trong việc hãm hại Vân Anh bằng cách khiến cho bà Ngọc té khi trơn trượt nước, thì Linh và dì Hiếu vẫn không nguôi ý định sẽ cho Vân Anh biết tay. Lần trước có thể thất bại do một sự may mắn, nhưng lần này thì mọi thứ lên kế hoạch kỹ lưỡng nên Linh tin chắc sẽ cho Vân Anh bẻ mặt trước toàn thể gia đình. Dì Hiếu vốn dĩ không ưa Vân Anh cũng như Hà nên muốn ủng hộ Linh, do đó mỗi kế hoạch Linh bày ra, dì Hiếu luôn ủng hộ nhiệt tình. Hơn nữa, Linh luôn biết dùng tiền để mua chuộc người khác, thế nên dì Hiếu dễ dàng nghe theo tất cả. Thế rồi đêm hôm ấy, nhân lúc Lâm vừa đi công chuyện về, Linh giả vờ đau đớn và cầu cứu Lâm. Cô nói rằng cô bị thương ở tay và nhờ Lâm chăm sóc cũng như băng bó lại giúp. Còn nhiệm vụ của dì Hiếu rất đơn giản, đó là lôi kéo Vân Anh xuống và lọt vào cái bẫy do cô đã sắp đặt. Khi vừa gặp Lâm và được Lâm chăm sóc, Linh bắt đầu rên la và nói ra những từ vô cùng nhạy cảm. Cùng lúc này dì Hiếu đưa Vân Anh xuống và đứng ở bên ngoài phòng để cho Vân Anh nghe thấy những âm thanh này. Linh còn cố tình nói lớn rằng em rất đau nhưng em rất thích, anh Lâm hãy tiếp tục làm đi. Ở bên ngoài, khi nghe thấy Vân Anh cảm thấy đỏ mặt, thế nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh và biết rằng đây cũng là một kế hoạch của Linh và dì Hiếu mà thôi. Nếu như cô manh động xông vào để đánh ghen, thì sẽ lọt vào cái bẫy của Linh và sẽ làm cho Lâm ghét cô thêm. Những trò này Uyên Thi cũng đã bị Linh và Phượng năm xưa làm cho bẻ mặt. Dù nghe những âm thanh nhạy cảm phát ra từ phía Linh, nhưng Vân Anh vẫn rất bình tĩnh. Cô sau đó nói với dì Hiếu rằng cô rất đau buồn và ôm mặt khóc chạy về phòng. Dì Hiếu nghe đến đây, lật đật chạy theo để xem diễn biến tâm lý của Vân Anh như thế nào. Sau đó thì Vân Anh giả vờ nằm úp mặt xuống và khóc nức nở. Vân Anh nói rằng cô rất yêu Lâm, chuyện hôm nay cô nàng sẽ xem như là một tai nạn, và cô không muốn truy cứu thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Cô bảo rằng cô sẽ bỏ qua cho Lâm và đó là một cơn ác mộng. Chỉ cần được ở bên Lâm trọn đời là cô mãn nguyện lắm rồi. Vừa nói Vân Anh vừa khóc nức nở để cho dì Hiếu không chút nghi ngờ. Dì Hiếu càng nghe cảm thấy tức, vì sao con nhỏ này không xông vào để đánh ghen? Nếu thế, bà ta với Linh sẽ chối tội và bắt cho Vân Anh cái chuyện ghen tuông vớ vẩn. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã thất bại. Một lần nữa Vân Anh đã làm cho Linh phải tức điên lên vì tan vỡ mọi kế hoạch. Chắc chắn rằng trong những ngày tiếp theo, Linh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vân Anh. Liệu rồi cô và dì Hiếu sẽ tiếp tục làm gì để có thể tống cổ được Vân Anh ra khỏi trần gia như đã làm với Uyên Thi trước đây? Vân Anh có tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng những trò bẩn của Linh và dì Hiếu hay không? Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.